phường, năm nay cho trường. Con là chiến sĩ phường, năm nay con 50 tuổi, là người ngoại đạo. Nhưng con tin là có chú và mẹ. Hiện nay con đang ở giáo sứ Trà Cổ một. Thưa cha, con bị bệnh ung thư cổ tử cung ở giai đoạn 3. Con rất thất vọng, nhưng đến nay con rất hy vọng là vì con đã tin ở Chúa và mẹ đã cho con sống. Và con đã tin vào lòng thương xót của Chúa được hai lần rồi cha. Nay con mong cha và một đoàn cầu nguyện cho con để con có hy vọng sống thêm. Và cũng cầu nguyện cho chồng và các con của con sau năm mới có việc làm. Vì con đã bị bệnh 3 năm rồi, tốn rất nhiều tiền cha. Xin cha hãy kính lấy con cha nhé. Vì con còn một nguyện vọng nữa là được theo Chúa và mẹ. Hallelujah. Chúa. Thấy lời của người ngoại đạo. Nhưng mà không có là con chó. Đó. Việc bắt đầu đi mà hãy nghe. Con đi cầu nguyện vào không xót Chúa được hai lần rồi. Vì biết là con đi vào lòng không xót Chúa được hai lần rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là họ biết có vẻ sai nhưng mà là đúng, phải không? Mình đi cầu nguyện vào cuộc sống Chúa có nghĩa là mình đi vào cuộc sống Chúa. Cái người ngoài đạo này họ cũng không biết được, họ chỉ nói là thay vì biết con đi cầu nguyện vào cuộc sống Chúa được hai lần thì biết là con đi vào cuộc sống Chúa được hai lần. Và tôi thấy đó đúng mà anh chị em nên tiếp tục chứng nhận. Cháu gái của con có lời ủng hộ của mẹ. Cháu gái của con đã vượt qua được ca phẫu thuật ghép ruột và bây giờ cháu đã khỏe mạnh. Con đã vượt qua được con đã vượt cạn được cạn là sao rồi à được cạn là sao và sinh con đã vượt cạn tốt đẹp và sinh được một bé gái khỏe mạnh mặc dù trước đó con được là rất là khó khăn nhưng nhờ lời cầu nguyện của cha và các đoàn con đã có được một bé gái khỏe mạnh bình an. Con sẽ cố gắng đi tìm thánh lễ vào ngày thứ sáu hàng tuần nhiều hơn nữa. Alleluia. Qua lời cầu nguyện của mẹ, chúng con được chúc ban những thành phần sau đây. Hai người sáng đi giao thừa, con đã bị cảm ho máu rất nhiều. Những ngày sau đó vẫn bị như thế, nhưng ít hơn, người rất mệt. Con đã nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, nhờ lên chuyển đầu. Qua Tết con mắc bệnh, nhưng đã tự nhiên khỏi bệnh rồi. Con vui mừng lắm, cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con xin cố gắng giữ các lời kinh nguyện và tham gia thánh lễ hàng ngày, từ bỏ ý riêng mà làm việc mạnh mẽ. Hallelujah! Qua lời đường của mẹ, chúng con đã được phần sau đây. Tay con đã phải có u tròn trên bàn tay. Anh trai của con đã trở lại cùng Chúa sau hơn 20 năm bỏ Chúa. Công việc kinh doanh của con đã ổn định và đang phát triển tốt. Em của bạn con đã khỏe mạnh và qua được cơn bão bệnh. Con xin Alleluia. Chúa đã ban cho bố con từ cái chết sống lại. Chúa đã ban cho mẹ con khỏi cùng buồn của thế gian. Chúa đã ban cho anh con khỏi bị tù đầy. Và Chúa đã ban cho con thoát khỏi nỗi đau mà con tưởng chừng như không thể vượt qua được. Con mong con sẽ làm nhiều việc thiện và cầu nguyện cho những người bất hạnh như con. Con cảm ơn Chúa. Alleluia. Con đọc hiện diện 57 tuổi. Chúa đã gọi con trở về với Chúa sau 35 năm xa Chúa. Anh chị em tưởng tượng thời gian cũng phải ít. 35 năm xa Chúa, hơn 2 năm đến với Chúa. Đến với lòng thương xót Chúa đầu tiên, con đã được Chúa nhận xếp gia đình để được xưng tôn của sức lễ. Từ ngày 22 tháng 12 năm 2010, để tạ ơn và cầu thân, con xin cố gắng giúp đỡ những người nghèo. Hiện nay con đang giúp cho hai gia đình. Số tiền, số gạo này có đi xin hàng tháng khi nào
cho tất cả những người mà con cầu nguyện cho được có ơn lành. Con xin tạ ơn Chúa Elizabeth Huyền Diệu. Alleluia. Và còn nhiều những lá thư họ viết để tạ ơn Chúa vì những bệnh họ nhận được, nhiều lắm với anh chị em. Đây là một lá thư khác có được an yên hẳn. Cảm ơn mẹ đã chuyển cầu chúng ta ban cho con gái con là Maria Nguyễn Thị Kim Oanh được chữa khỏi bệnh tai biến mạch máu não. Chúa ban cho con nhiều ơn lành, chữa bệnh cho con về phần hồn và phần xác. Con xin trích từ tiền tài khoản của con để giúp cho những người nghèo nhiều hơn nữa. Xin năng lực Chúa nhân nuôi mỗi ngày cùng gia đình gặp lời Chúa và suy niệm lời Chúa nhiều hơn nữa. Alleluia. Qua lời cầu nguyện của mẹ, con đã được chúc ban gia đình con hạnh phúc, có đủ đẹp khỏe mạnh. Đây là một đứa bé biết cho Chúa rất dễ thương. Qua lời cầu nguyện của mẹ, con được chúc ban cho gia đình con hạnh phúc, có đủ đẹp khỏe mạnh, có ba, có má, có gia đình đầy đủ. Con ban nhiên cho gia đình con gửi lời cảm ơn Chúa và mẹ Maria. Để tạ ơn Chúa, con xin hy sinh như là tiết kiệm tiền ăn sáng để tổng số tiền con có được góp vô những cái như là bỏ vô đồ số tiền nhà thờ. Rồi kính thưa mẹ Maria, hôm nay là ngày mùng 1 Tết, con kính chúc mẹ nhiều sức khỏe và sức đẹp nha. Xem thấy đêm qua tôi đọc một buổi sáng và các thân của mẹ biết quá sức là yêu thương. Mà chỉ có những đứa con đơn sơ mà Chúa nói là con phải trở nên như trẻ nhỏ mới được hoàn thành trở. Rất là đơn sơ, con xin đa diện gia đình để cảm ơn Chúa và mẹ. Và mong một đêm tôi kính chúc mẹ sức khỏe và xin kính chúc mẹ được sức đẹp lại. Hết sức là yêu thương. Mẹ ơi, con rất thích các tóc mái xéo, nhưng mẹ con không cho. Mẹ con nói là mái xéo gì mà mái xéo cũng có lâu số. Mẹ ơi, mẹ giúp con đi, con xin mẹ đưa đến cho mẹ khỏe mẹ. Các em về thành người con để về phát ơn của cha mẹ chúng. Còn con thì còn nhỏ hơn. Xin cái tên con của mẹ, Vũ Ngọc Quỳnh Vân, lớp 3. Ta cảm ơn thầy để các con chú ý. Và bây giờ mời chúng ta vào lớp một là chiến nhân của họ cùng giáo chú mời thuộc cuộc bàn bảo của giáo chú lưu sinh sinh mà 250 năm nay đến là công viên để xin đi và học sinh là những người có vấn đề của độc thân mà đa số là những người được công đội những người được cơn hoàn cảnh đã từng được người nghe có nhiều người nhà hàng có không ai được ai có bỏ chúa người mà không có và những khi ấy đã một lần đến cầu nguyện cho chúa được chúa biết của mình và họ đã cảm nhận được rằng chúa yêu họ và họ gia nhập vào trong đội quân đoàn xe để đổi thay đi làm công tác các ngày nhiệt tình giúp đỡ người dân rồi nhờ sự đóng góp chia sẻ của anh chị em từ các nơi mà mỗi thứ bảy là chủ nhật thứ hai chúng tôi đưa được ra đi vào trường học một số chú và cùng tham gia tại buổi tối chúng tôi đưa được và sáng thứ bảy thứ tư là cùng tham gia được thực tế và trường học một số chú buổi tối thứ nhật với trở về nhà và đến nhà là ba buổi sáng thứ bảy ngày 26 chúng tôi đưa được đi đến cái chỗ nói chuyện thuộc tỉnh Kenya tặng lời chúc cho tôi đi với một ngày hôm qua nghe rõ các chú cầu cho chúng con thì ngày thứ bảy này chúng tôi đi đến chỗ nói chuyện thuộc tỉnh Kenya